Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình Trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về đồng ADA các bạn nhé, Cardano Trước khi bắt đầu video mình xin nhắc lại Mình chỉ chia sẻ những trải nghiệm của mình về thị trường crypto Và không được cho là lời khuyên đầu tư các bạn nhé Các bạn phải nghiên cứu rất là kỹ khi đầu tư vào thị trường này Tại vì nó rất là tiềm ẩn những rủi ro Ok, thì đây là đồng Cardano các bạn. đã lên Bino. À 4 giờ các bạn nhé Thì nó nó đi ngang trong uh, một tuần này các bạn. Là trong khoảng uh, 1 đô 03 này, khoảng 1 đô đến uh, 1 đô 13 14 gì đấy. Đấy, nó chạy trong khoảng này trong một tuần qua. Thì uh, Đồng Cardano là một trong những đồng mình đầu tư khá mạnh. Nó là chiếm cái tỷ lệ cao nhất trong cái portfolio của mình. Đấy. Tại vì mình thấy là nó là cái đồng khá tiềm năng. Tại vì nó bây giờ nó đang trong giai đoạn phát triển và chưa có một nền tảng nào được hoạt động trên đồng Cardano các bạn. Nên điều duy nhất mà nó nó cái đồng này nó chưa thực sự bùng nổ nữa là chưa có một nền tảng nào nhưng mà có một số tin rất là là tốt trong giai đoạn gần đây là tin này các bạn là 100 company có thể là di chuyển từ Ethereum to Cardano. Đại bác Charles Hawkinson trong một đợt phỏng vấn gần đây đã, đã nói như vậy. Đấy. Thì đây, đây là cái bài viết các bạn có thể tự đọc đấy. Thì điều duy nhất có làm cho Cardano chưa bùng nổ là chưa có công ty nào chạy trên nền tảng Cardano các bạn đấy. Nhưng mà khi có một công ty nào đấy bắt đầu chạy trong nền tảng Cardano thì mình nghĩ là Cardano sẽ bùng nổ Đấy và một tin tiếp theo là mình cũng thấy khá thú vị là uh, Bloomberg Bloomberg list cái uh, channel trên, trên Bloomberg các bạn Đây này, Ada list trên Bloomberg terminal Đấy, Mà khi channel được list trên cái, cái Bloomberg ấy, thì nó sẽ thu hút rất là nhiều nhà đầu tư mới vào Đầu tư vào cái đồng này Đấy. Và tin tiếp theo mình thấy cũng khá hay là tin này à, Bác này là bác Mike Novogratz Bác này là billionaire Tỷ phú các bạn Các bạn có thể google này net worth là 3 billion Thì bác này Bác này là Là muốn Có sự chú ý đến Cardano Đấy này bác cái này bác tích tờ của bác này. Khá là thú vị, có thể khả năng bác này sẽ chuyển hướng đầu tư vào Cardano khá cao. Đấy. Thì uh, Cardano hiện giờ là nó vẫn chưa nó vẫn đang phát triển và mình rất thích là cái mạng lưới staking pool của nó rất là mạnh. Đây là cái ví của, của Cardano và trong cái staking pool nó có rất là nhiều Pool trong này. Có 1938 Pool Và đến tháng 3 này ấy thì Cardano sẽ là thành cái đồng uh, the most decentralized các bạn, có lẽ cái đồng uh, phi tập trung nhất trong cái hệ thống uh, cái hệ sinh thái của cryptocurrency. Đây, tháng 3 này các bạn nhé. Đấy, cuối tháng 3 này. Đấy, và Cardano đang được rất nhiều cái sàn cho vào, add vào listing. Đấy, nên khá là tiềm năng trong những giai đoạn uh, tiếp theo. Một trong hai tháng nữa. Mình nghĩ là khá, khá nhiều vốn đầu tư sẽ pump vào cái đồng uh, Cardano. Bây giờ chỉ còn một tin nào mà kiểu như là... Uh, có một công ty nào lấy chạy trên nền tảng Canano ấy Thì nó sẽ bơm khá mạnh Rồi để mình xem có tin tức gì phát khởi được không Hả? Đấy, mình nghĩ là cái tin tức này cũng khá khá hot này. Đấy, tin tức mà một, khoảng 100 company. Tại vì hệ, hệ thái, sinh thái của Ethereum chi phí khá, khá cao các bạn. Nó đang nó đang khó mà kiểu như là mở rộng cái mạng lưới trên Ethereum. Nên rất là nhiều company chuyển qua bên những mạng lưới khác như là Binance Smart Chain hay là Cardano hay là Polkadot. Nhưng mà Gần đây ấy, cái mạng lưới của Binance Smart Chain nó bị nhiều vụ tấn công bị hack các bạn Nên nói chung là uh, nó sẽ tạo cái sự lo lắng trong cái, cái uh, nhà đầu tư Đấy mạng lưới của Binance Smart Chain bây giờ nó khá là rủi ro Đấy, Thì cái vốn hóa bây giờ nhiều nhà đầu tư sẽ đang rất lo ngại Nên mình thấy cái đồng mà uh, A à, à đây, Ada khá là tiềm năng các bạn. Tại vì Chain nó nó tăng trưởng khá nhanh và nó bỏ đi cái 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 sự sự security ở trong cái 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 mạng lưới đấy. Thì mình thấy cái mạng lưới của Ada nó khá secure. Nó nó được tạo ra và phát triển rất là rất là lâu dài, là cái đồng khá lâu rồi. Đấy và gần đây thì đấy Bankeswap bị hack này, Cream ờ, Finance cũng bị hack này, đấy và và nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm khi mà mình uh, sử dụng trong cái hệ sinh thái của Binance Smart Chain nên trong giai đoạn tiếp theo là mình mình nghĩ mình sẽ rút vốn dần ra từ cái Binance Smart Chain và Uh, có thể đầu tư thêm cho ADA Hay là đầu tư Tether Những mạng lưới mới Đấy Đấy là cơ hội của mình Ok thì video của mình đến đây kết thúc rồi Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hay Thì cho mình xin một like Cảm ơn các bạn